Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kèm nước xả vải nữa. À, em đi chung với mẹ, con trai và lớp trưởng học chung cấp 3 của em. Trời ơi, dắt thì theo tới 3 người, lận có người. Có ai đi theo hết, một người. Ủa, dắt theo tới 3 người. Tôi là bà mà cũng là bà mai bà mối, tôi sẽ làm đại diện, tôi ủng hộ tinh thần. Bây giờ một mình chị soi nổi 3 người dưới không? Được hết trơn á. Bây giờ nè, ưu tiên cho Tùng, ta không có người nhà đi theo nè. Là rồi. Tùng ngồi ghế màu xanh nha quý vị. Tùng ơi, bây giờ em giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì chắc là em biết nấu ăn rồi, dọn dẹp nhà cửa thì chắc em cũng biết. Còn điểm yếu của em thì chắc là hay quên lắm. Có nào nấu đồ ăn quên em nếm không? Gì vậy? Dạ, cũng nhiều khi em hay lên muối rồi. Nhiều khi em hay lên muối rồi. À vậy á? Điểm yếu là hay quên hả? Bên kia làm sao? Em giỏi về kinh doanh, với lại em thích hát. Không, anh thấy điểm mạnh là như là coi phong thủy. Phong thủy là kinh doanh của em đó ha. À, đó là cái kinh doanh của em đó, hả? Mà. Dạ đúng rồi. Mới nghe ha, thích hát kìa. Mà cái người thích hát là thích hát có nhiều người nghe. À, là mình phải làm liền luôn đúng hả? Rồi, làm liền. Làm liền luôn đi em ơi. Vỗ tay quý vị ơi. À, vậy thì em xin hát đoạn thôi của bài Tuổi Mộng Xứ Đông ạ. Anh hỡi anh, khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa. Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay, mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây. Em vẫn mong phố đông người xanh bước bên càng. Sao Tùng? Dạ em rộn ràng rồi. Rộn ràng rồi. Một ca khúc như nhắn nhở quá, nhiều điều lắm á. Tình như sợi tơ đồ, nhưng mà hay vẫn à. Mơ mộng là sánh nước bên chàng đó nha. Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Tức là cái đó mà không hợp ý mình á thì không có thể ép em được. Ví dụ như A là phải A chứ không phải A là A phẩy được hả? Dạ, cái đó đúng là đúng, là sai là sai. Chứ không có thể nào mà đúng mà mình có thể cho qua được là không được. Mà sai mà cho qua cũng không được. Trời ơi, bướng. Cái này giống chị Tường hay Tường ha? Thấy Tường. Chị đâu có khóc đâu. Chị đâu có khóc đâu. Rồi, chị không có khóc. Chị mạnh mẽ khóc, dạ. Bướng đã, quậy đã, ghẹo đã, rồi cuối cùng khóc là không được. Điểm yếu đúng không? Dạ. Mỗi lần mình khóc là ai dỗ? Dạ tự mình dỗ. Đó, thấy chưa, tự khóc tự dỗ. Những người phụ nữ mạnh mẽ thường hay vậy. Nói chứ tôi khóc đêm phia không mà mọi người đâu có thấy được đâu. Ôi chị nói câu đó tự nhiên ta cũng khóc luôn kìa. Khóc hả? À? Kẹo rồi chi vậy? Ủa khóc rồi hả? Gì mà mau khóc rồi vậy? Đó. Dạ hơi rưng rưng. Trời đất ơi. Trời ơi. Sao sao có thích người phụ nữ mong manh dễ vỡ dễ khóc không? Dạ chắc cũng có. Chắc cũng có hả? Rồi ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Em chỉ biết ôm thôi. Hôn quá à. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dễ dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Ok, rồi thế giờ còn em thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nghe kìa, điểm mạnh điểm yếu kìa. Anh Hòn này nghe, này nghe thanh xuân. Dạ. Chắc có lẽ là cũng biết chút chút nấu ăn. Biết làm mồi nhậu. Biết làm mồi nhậu, mồi nhậu dữ không? Cũng coi. Chút thôi chị. Chà, cũng khá. Mấy lon? 6 lon. À, bên kia biết nhậu không cưng? Dạ em cũng có chút chút. Mấy lon? Tầm 3 lon. Đưa em đi nửa chặng đường, nửa chặng còn lại. Dạ. Nửa chặng còn lại anh đưa. Ờ đúng rồi. Khuyết điểm của em thì không biết ăn cay. Không biết ăn cay. À, có xíu nông tính. Kiểu như em không thích nói dối. Cực kỳ đôi khi mình biết mình bị gạt thì mình làm gì người ta? Giận. À giận thôi hả? Cho tưởng nó quýnh hay là gì chứ giận thì cũng bình thường. Rồi thôi cũng được, không ghét có đến nỗi nào. Đây sao? Điểm mạnh điểm yếu nè. Dạ điểm mạnh của em thì em có thể nấu nướng.
Nhưng mà thường thì ở nhà em nấu mình em ăn. Có là điểm mạnh em luôn hả? Cái này là dũng cảm. Ủa nó nghe nè, nếu vậy sao em biết em nấu ăn ngon vậy Sơn? Dạ em nấu ăn cho mọi người bên ngoài ăn thì ai cũng khen ngon. Nhưng mà riêng người nhà em á thì do cái khẩu vị không hợp á. Rồi nhiều khi bột của nhà không có thiên á. Dạ đúng rồi, có thể vậy. Cái điểm yếu của em là em rất là cọc tính. Rồi em rất là nóng. Khi mà em mất ngủ em mới như vậy. Còn bình thường thì em không như vậy. Em rất là vui vẻ hòa đồng. Hôm nay em có bị mất ngủ không? Dạ cũng có chút chút mà anh. Cũng có chút chút mà anh. Có chút chút mất ngủ nha. Hòn ơi, có chữ dạ. Phi Hòn là hồi bị phi đau á Hòn ơi. Về bên đây nãy giờ uống tim rồi. Hồi nó dịnh tim hoài, nó sợ rớt ra ngoài kìa. Bây giờ vô cái tình trường đi, chị đang tò mò với thằng bé ngồi dưới á. Bên đây, bên đây, đây, bên đây nè. Cô gái bên đây coi phong thủy nè. Bé dưới là con trai em. Con trai em. Dạ. Vậy là em em ly hôn với ba Ken cũng được 7 năm. Vì sao mà hôn nhân của mình không được mỹ mãn? Vì sao hả? Em thật ra là tụi em như bạn bè vậy đó anh. Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình nó xảy ra. Thì không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ba Ken sẽ bác bỏ đi. Vậy đó. À dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Khi mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn? Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức luôn. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết sao nhưng em không thể xa con em được. Em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem nuôi thì sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm xong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài, cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình ấy, mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc thôi. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại em hỏi mà từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại để hay nói gì đó cái khóc. Cái vợ em đi chơi về muộn cái em bảo thì mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ cái khóc. Khóc. Cái mọi thứ đều là khóc hơn và rồi, bên không đây giải quyết được khóc rồi là tôi ơi. Nãy tôi muốn nói mấy câu được rồi, bên đây cũng đang muốn khóc hết rồi. Chết cha rồi, chết cha. Đang muốn khóc khóc rồi tôi ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Ai là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không ạ. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Nhưng mà coi chừng bên đây ngán bên kia cái vụ không lý do. Em cũng khóc không lý do hơi mệt à. Hồi nãy là hay khóc quá sợ đó. Sợ không? Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Dạ cũng em cũng hơi rung rung. Hơi rung rung à. Rồi ngồi suy nghĩ chút đi, tôi chuyển qua cặp đỏ. Anh Hòn, tình trường anh sao anh Hòn? Em cũng là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Rồi có con chưa? Em có một bé trai. Bé trai luôn, mấy tuổi cưng? Gần 2 tuổi. 2 tuổi, giờ bé sống với ai? Hiện tại bé đang ở với mẹ chị. Rồi kết hôn được bao nhiêu lâu mình chia tay? Tụi em kết hôn được gần 3 năm. Vợ cũ em á là không muốn sống ở gia đình của em. Coi như là làm dâu á hả? Dạ. Rồi sao nữa? Đưa ra những cái điều kiện có lẽ em không thể chấp nhận được. Bởi vì em là người sống thiên về gia đình. Có nghĩa là tình cảm em cần một cái gia đình đầy đủ các thành viên. Em muốn có ba có mẹ ở chung nhà. Nói chung là em muốn là vợ qua ở là làm dâu. Mà vợ không muốn. Cũng không phải là làm dâu gì. Tại vì toàn đi làm xa không à. Đi làm với nhau thì lâu lâu về thăm gia đình như đó. Cổ là người chủ động. Em cũng suy nghĩ cũng thôi tôn trọng quyết định. Thôi tôn trọng quyết định. Em buồn hơn một cái là khi mà em con em có thích con nít qua thăm con,
ông bà vợ bé những người còn ngăn cản, thậm chí những cái vật dụng em mua cho con em thẳng tay quăng, thẳng tay quăng. Thôi bây giờ chuyện cũ nó qua rồi. Nói chung là đây tôi nghe sơ sơ là cái bóng dáng kiểu như là cũng cái chuyện mẹ chồng nàng dâu là cũng có vấn đề ở trong này. Em sao? Hiện tại em cũng có một bé gái 3 tuổi. Khi con em 6 tháng là chồng em tự động rời bỏ ngôi nhà chung. Rất đồng cảm với các bạn nữ, nhưng mà nguyên nhân sao ly hôn? Dạ, nói chung là nhiều cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, với lại là chồng em không có trách nhiệm. Từ khi mà ảnh đi á, là con em 6 tháng cho tới thời điểm này con em 3 tuổi thì ảnh không cho con em được một hộp sữa. Lừa dối em rất là nhiều, không rõ ràng về tài chính. Tới thời điểm nhà 3 tuổi là quyết định không cho con em gặp chồng em, không cho nhận chồng em luôn. Một mình em nuôi con em. Đều là những người phụ nữ mạnh mẽ. Thôi cùng đồng cảm với các bạn nha. Cố gắng lên, rồi mọi thứ nó phải qua một cái trang mới nha. Cố lên, cố lên. Cố lên, thiệt tình. Bốn người ngồi trên đây, bốn cuộc đời gian dở, phải rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm để cho những cái mối tình sau, khi mình đã quyết định thì nó phải chắc chắn hơn nữa. Nè em, dạ. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Là tâm lý một tí là được. Bề ngoài thì sao? Dạ, bề ngoài thì dễ, dễ nhìn tí. Dễ nhìn đó. Thiệt, dễ nhìn. Quan trọng là cái người thân người ta đi theo nè, ta có con trai đi theo. Mẹ có chịu mà con trai không chịu thì cũng vậy thôi à. Phải không con? Con tên gì con trai? Đẹp trai quá. Dạ, chào. Dạ, chào cô Cát Tường. Cô Cát Tường và chú Minh Đạt. Và chào rồi. Tất cả các vị khán giả. Con tên là Lưu Hùng Quân. Con là con của mẹ Hiền. Trời ơi, quá dữ. Quân ơi, hôm nay nãy giờ con ngồi đây là con biết mẹ con đang làm gì trên này không? Dạ biết. Làm gì vậy? Dạ tham gia chương trình. À, tham gia chương trình để làm gì? Để kiếm cái gì? Không biết rồi. Không biết gì rồi. Mẹ có nói con không? Để kiếm bạn. Kiếm bạn về chơi với con cho vui. Được không? Nếu mà có một người nữa về chơi với con rồi đưa con đi học rồi phụ mẹ, con chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà người bây giờ nhiều lắm, giờ con phải chọn. Con là người đàn ông trong nhà, quyết định con quan trọng lắm. Bây giờ con đừng sợ, nhìn mặt của Tường không sợ gì hết. Dạ con thích chú màu xanh. Thích chú màu xanh. Tại sao thích? Thích cái gì? Dạ tại vì con thấy chú đó hợp với mình. Hả? Hợp chỗ nào? Của Tường có thấy hợp gì đâu. Tại vì chú màu xanh nấu ăn. Chú màu xanh nấu ăn. À, thấy chưa? Trời ơi. Chú Hồ Xanh thở dài luôn. Chú Hồ Xanh có kiểu tóc giống con. Con thích ăn món gì nè, để mẹ, để cô Tường kêu chú nấu cho con ăn nè. Dạ con thích ăn dạ cơm cuộn Hàn Quốc. Wow. Ôi. Sao nè? Được ngay á. Con thích ăn trứng không? Trứng luộc, trứng chứ. Trời ơi, chú biết ý con. Chú có đem trứng cho con ăn luôn á. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, dạ. Minh Đạt với lại dạ. Khán giả. Ví dụ vợ chồng nó gian dở á, nó nói là nó không có nói kỹ á. Cô giật cô nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không, hai vợ chồng có cái gì mà nó đáng đó, đó. Mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu anh ở nhà đón con giùm em rồi là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á, thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải phải biết chia sẻ, mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Chứ tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt, dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tùy duyên do con cô chọn đi. Cho đi cối này nè. Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn con. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời. Đạp vỗ dưa thấy vỗ dưa cũng sợ đó. Bữa nay khóc hoài mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn cái đi dạ. Cô thấy ai cũng ngang nhau, giờ biết chọn ai chọn. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. Vậy cô chọn hả? Chọn ai trời. Trời ơi trời. Cô chọn bạn ghế màu đỏ quá.
chọn bạn ghế màu đỏ hèn chi đã giờ cũng khó nói chứ không. Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cổ chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc rồi, rồi ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi, em chỉ biết ôm thôi. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dịu dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Dạ. Rồi nên cô thấy không ổn, cô chọn qua anh màu đỏ, cô cũng sợ con về không đó. Về góc rồi ôm. Rồi cảm ơn cô. Khanh Xuân. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em một cái đầu, hơi tròn tròn. Hơi tròn tròn. Cao hơn cái đầu hơi tròn tròn. Bia mà sáu đòn mà không tròn sao được. Hay ta. Rồi sao nữa? Chắc bạn nó giống giống anh á, tóc giống anh. Hay vậy hả? Có râu không? Dạ không. Hay quá ta. Không cần đẹp trai, em không cần Hàn Quốc này thế kia. Em cần tâm lý thì có thể về mình tìm hiểu và bổ sung sau. Nhưng hai cái tiêu chí có nhất định phải có người đàn ông là phải có ý chí phấn đấu cho tương lai và trách nhiệm trong cuộc sống giữa vợ chồng thôi. Có cái gì em không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông nhầy á, lầy á. Nhầy lầy. Lầy, lầy lội. Ê nhậu xỉn có lầy không? Ăn nhậu lầy lội. Dạ. Không, bữa nay xỉn nó ngủ à, không có lầy đâu. Rồi bữa nay là Cưng đi với ai? Thanh Xuân. Dạ em đi với Bích Hạnh là bạn thân của rồi. Em rồi bây giờ ý kiến đi Cưng. Em thấy anh ghế đỏ thì có giọng nói ấm, và em nghĩ là anh là người sống tình cảm thêm gia đình. Còn anh ghế màu xanh thì em thấy là anh là có khả năng nấu nướng. Thì Xuân nó rất là đam mê về ăn uống, nên em thấy là cũng hợp phần này. Với lại anh cũng chăm lo cho con á, nên là em nghĩ là anh cũng có trách nhiệm với gia đình. Hai anh thì em thấy là ai cũng là được. Được. Yeah, nhưng được. Mà nếu mà xét về vị trí địa lý á, thì anh ghế đỏ hơi xa. Còn anh ghế xanh thì anh đang ở Sài Gòn, nên là em nghĩ là nếu mà được thì anh sẽ thuận tiện hơn. Rồi đó, ít nhất là người ta cũng ngồi người ta phân tích kỹ lưỡng vậy đó mới được. Rồi ok, rồi em gái bên kia là đi theo anh Hòn đúng không? Rồi em ý kiến đi, chứ bên đây là chị Tường bảo kê, bên đây không có người thân, chị là người thân của em, yên tâm. Em nghiêng về chị Xuân hơn. Nghiêng về chị Xuân hơn ha. Xuân hơn hả? Rồi cảm ơn em. Ê Đạt, Đạt, Đạt gì chị? À vụ gì chị? Chị thấy tình hình này căng á. Sao vậy? Nãy giờ chọn nhau búa xua hết trơn, không có còn cặp xanh cặp đỏ gì hết trơn. Em thấy chéo ùm lum la luôn á. Chuyến này có một màn tranh giành cũng nảy lửa nha. Này em cũng không biết nữa, đôi khi cảm xúc sao biết được. Mà nó bây giờ mà người ta không theo ý mình nữa rồi. Mình ghép xanh xanh đỏ đỏ nhưng bây giờ nó chéo nó bắn từ lửa hết trơn. Mình không được hai nhưng mình được tới bốn lận. Là bốn người về không? Bây giờ không biết mọi thứ là tùy họ đi, chứ mình làm hết sức bên giờ đó. Mở cửa nha. Rồi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Wow. Vỗ tay thiệt lớn nha mọi người ơi. Rồi nam thì mạnh mẽ đi, mình đem quà quá trời thì mình tặng đi. Thả lưới ghê quá, thả lưới ghê thiệt. Dạ cảm ơn. Rồi. Anh Hòn này xong. Một phần quà này nói lên công việc của hiện tại của anh đang làm. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh. Wow. Dạ con hai phần quà này xin gửi cho cái tường. Anh Đạt. Trời ơi. Anh gửi anh Đạt. Quà quá trời quà luôn. Chiều nay về nấu xôi. Đang có làm cơm chuẩn bị sẵn cho em. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Có một phần cơm. Một phần cơm chuẩn bị sẵn luôn. Hay ha. Nè, anh ghế màu xanh là không sợ đói nè. Anh ghế màu đỏ cũng không sợ đói luôn. Mình cảm nhận về nhau một chút đi. Rung quá. Rung quá hả? Sao rồi? Hồi hộp. Có rất nhiều cái suy nghĩ nó lộn xộn. Bây giờ có thấy giống chưa, như mình muốn không? Cũng khoảng 60%. 60% vậy là tốt rồi. Yeah. Em thấy cũng rung quá. Không biết nói gì. Thì em thấy hai anh cũng dễ thương. Dạ.
giọng nói cũng cũng ấm áp. Dạ, em cũng rất là hồi hộp. Dạ, em thấy hai bạn gái đều rất là xinh xắn, hai người phụ nữ mạnh mẽ tuyệt vời. Trong lòng em thì xốn sang, xốn sang. Xốn sang với cả hai hay chỉ xốn sang với một người chẳng hạn đó? Là một người thôi. Là một người. Dạ. Đấy, phải rõ ràng chứ, nhiều khi xốn sang cả hai luôn. Một người thì hỏi thăm ngay người đó liền đi nào, còn chờ gì nữa? Dạ. Em hiền đúng không? Dạ. À, thực ra vừa nãy anh cũng phân tích với em là vấn đề như là khóc đó, mình đang nói chuyện vấn đề gì đó để mình giải quyết, mình không giải quyết mà mình khóc xong thôi để bỏ qua vấn đề đó, đó là cái anh không thích chứ không phải là anh không thích khóc. Cho em hỏi hai anh một câu thôi, khi một em bé mà nó buồn á thì mình giải quyết như thế nào để cho nó vui? Dạ, thường thì em sẽ hỏi tại sao buồn, rồi sẽ bé sẽ nói ra rồi như vậy hả, để thôi bây giờ đừng buồn nữa nha, rồi ba chở con hoặc là chú chở con đi chơi nha, rồi về là hết buồn nha. Hòn thì sao? Đóng một vai trò mình như một người bạn của bé để nói chuyện với bé thì có thể sẽ dễ hiểu được cái câu chuyện tại sao mà bé lại buồn hay là tại sao bé lại khóc. Từ khi mà mình biết được câu chuyện của bé thì có thể nói chung như là giúp bé hoặc là cho bé một lời khuyên chơi để cho nó giải tỏa tâm lý. Rồi muốn nói tâm sự gì đó, cuối cùng đó 30 giây đi. Đó, nhiều khi gần dòng điện nó bị chẹt chẹt chẹt. Em khóc từ 5 giờ sáng để em làm hai cái món. Đó, bởi vậy ta tiến bộ nha. Thức dậy 5 giờ sáng. Ê, cho tôi hỏi thăm câu, sao cái bánh lớn cái bánh nhỏ vậy? Em đem hai cái bánh bằng nhau nhưng mà do không có cái tìm được cái đĩa bằng nhau nên mày hỏi. Bậy, tôi nhìn tôi thấy hai cái bánh bự nhỏ. Cái lời nhắn nhủ gì á vậy ha. Em thấy có một lời nhắn nhủ gì đó. Không ai tinh tế đi bằng tôi đâu. Nè, tới em tới Hiền qua tặng quà. Đó, tiếp xúc gần nhau hơn nè, coi trong tặng đó anh, là có cái lời cái này là cái vòng dạ. Tay nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Dạ. Em tặng anh. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cái này là cái gì? Cũng là cái vòng tay, em cũng mong là nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Dạ. Chứ không phải vòng tay là trói tay người ta. Dạ. Cái này cái vòng tay chứ không phải còng tay gì hết. Cái vòng tay. Rồi. Giờ xác định mục tiêu nè. Rồi, tôi né ra một bên nè. Chào em. Dạ, chào anh. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yếu núp yếu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Yeah. Và... đeo vô, cộng lớn. Em đẹp em. Cảm ơn. Đi. Trời ơi, ta làm từ 5 giờ sáng. Chắc là cho em xin phép hỏi hai bạn đi. Ví dụ như đặt một cái sự chọn, em có đồng ý về Đồng Tháp không? Ví dụ như anh đang đi một mình, anh chỉ lo cho gia đình và một bé trai của anh thôi, nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Anh có thể anh chọn cái cuộc sống và cái công việc ổn định của anh. Em có thể cuộc sống và ổn định công việc của em. Nhưng cả hai cùng cho nhau một điểm đi là được. Không nên quá vội vàng. Dạ, đúng để rồi. Mà đưa ra cái đúc kết. Tại vì mình còn phải tìm hiểu nhau nữa. Chứ còn thí dụ như mình đã yêu nhau đi, rồi 5-3 bữa, nửa tháng hay là 6 tháng, 1 năm. Dạ. Tự nhiên khi tình yêu nó đủ lớn, các bạn sẽ tự biết các bạn sẽ ở đâu. Dạ. Ở đâu nó phụ thuộc, nó tốt nhất cho cái cuộc sống của các bạn. Dạ, cho con cái của các bạn là các bạn sẽ ở. Còn bây giờ mình mới gặp nhau ngày đầu tiên mà mình đã chưa gì mình đã muốn là bạn phải dạy về ở với tôi hay tôi phải giờ ở với bạn là các bạn chưa đủ kinh nghiệm sống. Đó là chị Tường nói thẳng. Dạ. Đừng đặt đối phương và đừng bắt đối phương trả lời những câu hỏi khi nó chưa có sự bắt đầu. Quan trọng bây giờ là chúng ta hãy đo cảm xúc của mình ngay hiện tại giờ phút này. Cơ hội chương trình mang đến cho chúng ta có mỗi người có hai cái cơ hội. Vậy chúng ta hãy nắm bắt và kiểm tra xem mình có chọn được cái cơ hội nào trong này hay không. Đó mới là điều quan trọng. Đồng ý không? Đây là khúc bắt đầu nè chị. Bây giờ tôi cho đặt quyền ưu tiên hai người bạn trai. Mỗi người sẽ được nắm tay cả hai cô gái luôn để cùng cảm nhận. Rồi mời Tùng. Tại vì hôm nay ở dưới phụ huynh á là có thích chồng chéo nhau cho nên Tường mới cho cái điều này. Đấy, rồi đây em rồi hồi nãy nắm rồi nắm hoài hồi nãy có nắm rồi dạ chưa chưa dạ, hả chưa, dạ, chưa. Chưa. Mà ủa chứ em chồng vô mà không có nắm hả trời không có kịp chụp
Rồi nó sợ nó mất phần. Dạ rất là ấm áp. Sợ mất phần dạ chưa. Xin lỗi đã tước quyền của em. Rồi tới dạ. Họ anh à, cảm ơn. Dạ. Quá nắm tay cười chứ không có khóc. Bây giờ còn ai muốn thể hiện tài năng? Khúc này là khúc lấy điểm nè trời. Khúc này là khúc lấy điểm á trời ơi. Em cũng có chuẩn bị một chút rồi mà em không biết em có hát hay là đọc thơ thì em đọc thơ biết. Đi đọc thơ đi nhớ lại rồi. Ý là cái bài hát đó nó không biết có phải là như này. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt em. Và em hay. Ê nãy giờ mình đang hát hay mình đang đọc thơ vậy? Phổ nhạc quá. Đọc thơ mà người ta phổ nhạc thơ, thơ. Hay quá. Thôi được rồi, bây giờ đến thời khắc quan trọng là các bạn phải đưa ra quyết định của mình. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Sau những cái hiệu lệnh của anh Đạt, sau 5 tiếng đếm là 5 giây thì các bạn hãy đồng loạt đưa ra cái quyết định của mình nha. Và bây giờ ghép đôi thần tốc, cái khúc này mới là khúc cao trào nhất, quyết định nhất. Đó là cảm xúc thật. Khi mình thể hiện cảm xúc thật, khoảnh khắc quyết định. Năm, bốn, ba, hai. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yêu núp yêu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Một, đã có màu. Rồi hết vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Rồi xin mời hai bạn áo xanh. Hai bạn màu xanh. Đã trùng màu. Đây. Rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đi. Đứng cùng mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Dạ. Chị chưa thấy gì luôn á. Wow. Bây giờ nó có sự khởi đầu rồi, còn cái chuyện ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt mình tính sao đi. Nhưng mà nhớ có tin vui báo cho chương trình biết nha. Yeah.